hai phẩm thông đạt. Khi ấy có thiên vương tên là Tối Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, phủ vai bên trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn. Còn có chút nghi muốn hỏi Phật, nếu được Thế Tôn cho phép con mới dám thưa rõ. Phật bảo trời Tối Thắng, Thiên Vương Như Lai ứng chánh đẳng giác tùy theo sự nghi vấn sẽ giải thích cho ông. Trời Tối Thắng được Phật cho phép vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm sao tu học một pháp mà có thể thông đạt tất cả pháp? Phật bảo Tối Thắng, lành thay, ông có thể thưa hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như thế. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giải đáp điều nghi cho ông. Trời Tối Thắng bạch, cúi xin Thế Tôn, con nguyện được nghe. Phật bảo Tối Thắng, Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát tu học một pháp mà có thể thông đạt tất cả pháp, pháp đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có thể thông đạt bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí Ba La Mật Đa. Này Thiên Vương, thế nào là các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể thông đạt bố thí Ba La Mật Đa? Thiên Vương nên biết, nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành diệu pháp thí Ba La Mật Đa, nghĩa là dùng tâm thanh tịnh, không có điều mong cầu, thuyết pháp cho người chẳng cầu danh lợi, chỉ vì diệt khổ, chẳng thấy mình là người thuyết pháp cho người kia, chẳng thấy người kia nghe pháp, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành vô úy thí Ba La Mật Đa, nghĩa là quán hữu tình giống như cha mẹ, anh em, bà con thân thích, làm cho tất cả mọi người đều gần gũi mình. Vì sao? Vì từ vô thỉ đến giờ lưu truyền trong sáu nẻo đều làm bà con thân thích. Nếu các hữu tình ở chỗ nguy nan sợ hãi, còn đem thân mạng mà cứu giúp họ, huống lại đem tâm não hại họ, chẳng thấy mình là người bố thí sự không sợ hãi cho người kia, chẳng thấy kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tư sanh thí Ba La Mật Đa, nghĩa là tùy theo hữu tình cần dùng những vật gì thì bố thí cho họ những vật ấy và dạy cho họ tu hành 10 thiện nghiệp đạo. Chẳng thấy mình là người bố thí của cải cho người kia, chẳng thấy kia là người thọ nhận, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành vong báo thí Ba La Mật Đa, nghĩa là khi hành bố thí chẳng mong cầu quả báo, bố thí